bán xe cuốc Giang Ma nha. Này, B6Z này. Máy móc là bao khu răng này. Đấy, thợ thầy tới bao kiểm tra nha. Bao thợ thầy bao các kiểu luôn nha. Máy mới, sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhớt tổng này. Sáng. Sạch sẽ nha, không xì, không xước gì nha. Bao thợ thầy nha. Các bác đi coi xe cứ kêu thợ thầy tới. Nhà em là bao đó, bao sử dụng luôn. Này, đang làm. Cần này, cần khúc nha. Máy móc ga sinh ti lên. Test máy cho các bác này. Đồng hồ là mới chạy có mấy ngàn giờ thôi à. Nó bị phai màu rồi. Mà mới gần 1 giờ là bao bác. Em ru nha. Không một tiếng đồng luôn á. Nghe tiếng máy đó mà. Gió. Nước là xài nước xanh luôn nha. À đây xài sẽ kỹ lắm, nước xanh thay nhớt đàng hoàng. Đây có cái ốp mà tháo ra rồi này. Đó, xe đang làm bữa giờ. Dạ, này ga sinh ti này. Đó. Bên lên này. Chống gầu nổi hết nha. Đó. Chống gầu bao nổi luôn. Bơm ben là bao thợ thầy tới coi nha các bác. Bên kia xích hơi trùng. Đấy. Tổng quan á, bác nào yếu hơn nó thì cứ alo số điện thoại. Máy móc bao thợ thầy nha. Máy móc hơn nhau là chỗ cái ben thủy lực thôi. Ben nào ngon, khô rang sạch sẽ, ga sinh ti lên, bao thợ thầy. Bao thử thầy tới test con đà điểu luôn nha. Xe nhà xài chứ không phải xe bãi hay xe cò nha. Nhà xài, nhà bán. Cho nên các bác cứ tới coi xe. Mua được mua, mua được thì thôi. Coi như tới coi cho biết vậy thôi. Bác nào yêu quý thì cứ tới. Đó, test rồi đó. Đó, máy móc là không khói nha, bao khô rang nha, máy nổ êm ru nha. Đó. Bao máy móc, bao xe luôn. Này là 025 nha, vừa lọt thùng luôn á. Chiều dài này là, bên chiều rộng là 2m2 á. Lọt thùng 2m3, à đây 2m4 chứ thùng này 2m36 gần 2m4. Phủ bì là 2m rưỡi mà. Đó, máy móc bao á. Bao khói bao khiếc luôn. Nổ ga sinh ti lên. Đấy.
Em ru. Em đi chùa bạn anh ấy. Coi xe bao thợ thầy đi coi xe thì nhớ mang thợ thầy tới coi nha, xe nhà dân xài không phải có lãi gì hết á. Huh?